cả nhà. Hôm nay mình cắt lúa nha cả nhà, cắt lúa đằng sau nhà mình á. Mình đã nói hôm mình bón phân đó, mình chăm đó, mình nói khi nào mình cắt á mình sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ mình đi cắt đây với mọi người, bây giờ mình quay phía trước nha. Đó, phía bên mặt trời lạnh đó có cái lùm cây đó cả nhà, gần đó là ruộng của mình đấy, sắp tới ruộng rồi đấy cả nhà. Đó, máy vô đó. Biết cắt cho mình trước hay cắt cho ai trước đây cả nhà? Đấy, nơi rồi cả nhà, là ruộng mình chín rồi. Đây đây, máy đang vô kìa. Đó, phải xin một luống đi chỗ này đó để qua ruộng của mình đó. Đó, đó. Ruộng bên kia đó. Xin một đường rồi cắt vô cắt của mình đây. Cắt rất là nhanh nha. Bây giờ gần tối lắm rồi đó. Quay gần ruộng của mình nha. Ruộng mình nó chín quá rồi, khô luôn, chín quá khô luôn. Cả nhà ơi, lúc này là 6 giờ kém 10 nhưng cả nhà bắt đầu cắt cho mình đấy. Bây giờ cả nhà xem thử nó xe đã cắt bao nhiêu phút nha. Ruộng của mình diện tích là 167 đó anh em, đó cắt đó, đi vòng ruộng của mình nha. Đợi đẹp nay bọn nhìn đây, về thằng bó đoạn là một loài rừng gì đây. Nay đoạn lên đây rồi lên nó, có ngọn này nó cái ruộng lên loài rừng này một loài rừng. Bố không mại bây giờ, về lên răng này, lên. Bích, chào cả nhà, đây là máy của ông Ái nhà mà trồng đó, máy này mới mua đó. Coi thử máy này cắt bao nhiêu phút nha. Bây giờ bắt đầu khởi hành, bây giờ bắt đầu cắt đây. Lúc này là 6 giờ kém 10, 6 giờ kém 5 cả nhà. Chạy ra xe đông trời mỏng. Cách chạy chạy vòng qua, chạy vòng về đấy. Bây giờ máy cắt tới đó cả nhà, chạy xuống phía nam ruộng của mình, phía nam ruộng của mình. Mình sẽ chạy theo nhé. Chạy theo đằng sau, chạy theo đằng sau.
hiện giờ không phải giống như thời xưa nữa, phải cắt bằng lưỡi liềm, cắt bằng tay rồi kêu rất là nhiều công đó cả nhà. Bây giờ thì cắt bằng máy liên hoàn đây là rất là nhanh. Chạy về hướng đông phía nam, ruộng của mình đây diện tích là một sào bãi đó cả nhà. Đó. Lúc mình chăm bón á, mình có hứa với cả nhà là mình sẽ quay video cho cả nhà xem lúc cắt á. Bây giờ ruộng mình lại chín sớm, chín trước hơn nữa, cho nên ruộng đây chín rục luôn á. Bây giờ chạy ra hướng bắc nha, về phía đông. Ở bên phía đông kia chạy về hướng bắc, cắt qua bên kia đó cả nhà. Giờ cắt được như 2 phút rồi đó cả nhà. Lúa mình là còn xanh, chưa chín lắm. Người lái máy đây là em của mình đó, em chồng của em mình. Em này cắt tốt lắm, sát đất luôn cả nhà, sát đất để mình lấy rơm. Bên kia là làng Halil 2 đó cả nhà nha. Đó, ở bên nhìn khói khói đó, ở gần nhà mình luôn á. Hiện giờ cắt được gần 5 phút đó cả nhà. Hiện giờ là 4 phút, cắt nhanh ghê á. Trời hơi tối tối rồi đó. Quay sát đất cho cả nhà xem nha. Em chồng của em đây là cắt sát đất để mình lấy rơm đó cả nhà. Đây cả nhà thấy chưa? Bên kia là phía bên mặt trời lạnh đó, còn cả nhà phía đông, phía tây.
chạy tuốt về phía bắc. Rụng của mình chạy nhá, mình thử cái cây đây nó có rung không nhá, nó có mượt không nhá. Qua năm rồi cả nhà, tính đến thời điểm hiện tại là cắt được 10 phút rồi cả nhà. Ruộng mình một sào bãi nha, cả nhà. Chào mọi người, máy cắt còn xíu à, lúa mình bao nhiêu bao không biết nữa, tí mình đem thử nha cả nhà. Đây, anh em cắt đây đang nói chuyện điện thoại với khách, các con người gọi để cắt ở đám nào đấy. Vui lắm cả nhà ha. Ban đầu thì mình công đoạn mình xạ thì mình làm đồng xạ, bắt đầu làm thì mình gieo xạ đến khi chăm sóc chăm bón, đến bây giờ tới công đoạn mình thu hoạch rồi, cảm thấy mình được thu hoạch, mình có kết quả. Bây giờ còn xíu kia thôi cả nhà nha, đó được nghỉ rồi đó. Cả nhà ơi, bây giờ kết thúc công việc cắt rồi nha, bây giờ máy cắt hết cái luống xíu đó. Tính đến thời điểm hiện giờ là được là 6 giờ 8 phút cả nhà. Tổng cộng thời gian làm việc là 18 phút, nhanh ghê cả nhà. Cả nhà ở thời gian cắt từ khởi hành cắt đến bây giờ cắt xong là 18 phút đó cả nhà. Một sào bãi, diện tích một sào bãi. Lúc bắt đầu là 6 giờ kém 5. Bây giờ cắt xong là 6 giờ không chưa tới 10, cắt xong là
6 giờ qua 8 phút cả nhà. Mình cùng đếm nha, một bao. Đây, biết có thấy không? Một bao. Hai bao, ba bao, bốn bao. Bảy bao, tám bao, chín bao, mười bao. 11, 12, 13. Bốn mươi lăm, sáu mươi bảy, tám chín, 21. Để mình đếm lại nha. Nhà ơi, để mình đếm bao thử nha, được bao nhiêu túng nha. Đây túng phải không phải mai miệng đâu, mà cục miệng thôi. Để mình đếm nha. Một bao nè, hai. Một túm nè, hai túm, ba túm, bốn túm, năm túm, sáu túm, bảy túm, tám túm nha cả nhà. Em đếm này nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ở dưới đất nè, ở dưới nước nè. À, được 22 cả nhà. Đây cả nhà thấy không, ở dưới ruộng bên này đó, túm nữa. Bây giờ mình chào tạm biệt cả nhà nhé, công việc của mình quay tới đây thôi. Từ bắt đầu cắt đến xong cắt là 18 phút cả nhà. Bye cả nhà nha, hẹn cả nhà lần tới nữa. Mình sẽ quay video khác nữa để cho các bạn xem công việc của mình làm nha. Thôi chào cả nhà. Nhớ ủng hộ mình nhé cả nhà. Đây công việc của mình đấy. Bye.